cá luôn sao chị? Mày cha mày đổ gì nhiều lắm hay sao vậy? Chị mấy cái này, cái này chị quá lan cũng vừa là 110 bộ.
vào đây này, với anh Lan. Đây này. Chị muốn lựa mấy cái quần dài, quần này có 100.000 cái thì chị lựa mặc thoải mái đi chị. Quần này chỉ có 100.000 một cái cho nên mấy chị lựa mặc thoải mái luôn. À, quần cũng đáng cái nữa. Ở bữa làm kiếm tiền nuôi ba mày đi, ra ba mày làm mấy tháng này không có lương đâu. Làm nhiêu đưa trăm phí hết trơn à. Mấy chị có muốn lấy quần này không? À? Quần này dài qua đầu gối tí xíu nè. Chị quá anh có muốn lấy quần này không? À? Quần này còn có 90kg nè. Quần này 90kg cũng vừa, mà quần này chị Nhi Nguyễn cũng vừa. Chốt giùm em là quần quần 8 tóc đi. Chốt giùm em quần 8 tóc, quần này eo 114-120 nè. Quần này Nhi Nguyễn cũng vừa, vừa. Hồi nãy mẻ nhiêu rồi. Quần này rất dễ thương lắm nha mấy chị. Quá anh em 2 cái. 34 mà mã 05 nha mấy chị. Mã 05 eo 114-120. Mã 05. Mã 05. Mã này là Trần Hạnh vừa nè. Chốt giùm em mã 05. Mã 05 ghi eo ấy. Eo 114-120. Có xa 70kg chị Hương Kim Hương Đinh. Hồi nãy có cái eo 100 kìa. Eo 95-100. Bên con vừa nói như nào mày ăn. Có nghe nè, tiền mấy tháng đi vừa lương, vừa thưởng, vừa tiền ba, vừa tiền công ty, tiền đó ở đâu? Mày đem ở đây cho tao mượn 10 triệu ăn hết cái mùa dịch coi. Mày đứng đó, mày đói như nào, tao quýnh một cái giờ. Mày sợ ba mày mượn tiền mày hay sao vậy? Mày bộ ba mày không dám chửi mày hay sao? Không dám chửi hả? Tao cạo đầu cô, tao tu vào gái luôn á nha. Rồi tiếp tục mấy chị. Quần này là quần chín tấc nè. Quần chín tấc lai lọc đen nè mấy chị ha. Quần chín tấc lai lọc đen. Quần này size không có lớn đâu nha. Quần này size không có lớn đâu. Quần này eo khoảng cỡ từ 95. Quần này eo 95-100 nè. Quần chín tấc eo 95-100. Eo 95-100. Để có cái bịch đó và chúng tôi ghi. Đem đi cái bịch kia để bỏ vô cái bịch kia đã. Eo 95-100 đi, quần 98 đi. Ví dụ 98 vô. Mã nhiêu? Mã 06. Khách lấy rồi chồng hành. Mã 06. Mã 06 quần 98. Mã 06. Mã 07 là quần ống bát nè. Ồ, mã 07 là quần ống bát này hơi bị đẹp nha. Rồi. Mã ống bát. Quần này hơi bị đẹp. Đào Mai, quần chín tấc cho lựa cái eo 100. Cái quần chín tấc nó qua cho chị Đào Mai đi. 100.000 của Đào Mai. Để từ từ có 3 hộp tấp mỡ gửi cho ông Linh luôn nha anh. Ghi phiếu 3 hộp tấp mỡ. Rồi đây là quần ống ly nè. Đây là quần ống bát nè mấy chị. Quần này quần ống bát nha. Quần sọt chị lấy mấy cái em lựa luôn cho. Mùa dịch chọc chị em kia con đó, thấy chưa? Ta hỏi tới tiền một cái là gái nó cũng đâu có nuôi. Có bầu rồi hả? Vậy kìa. Quần này eo 100 tới 115 nè. Quần này eo 115 nè mấy chị, chốt giùm em mã nhiêu. Mã 07, trời ơi quần này ống đẹp quá. Mã 07 quần ống bá, trời ơi con này mà mang một đôi đế xuồng lên ha. Con này mà mang một đôi đế xuồng lên em nói thiệt với mấy chị ha. Mã 07, eo 115. Eo 115 mã 07. Mã 07 eo 115. Vậy thì 07 Trần Hạnh. Trần Hạnh Bình Bình. Quần sọt đừng tua nha vài cái. Để em lựa cho eo 100 mà chị. Quần này mà chị nào 100kg vừa nè. Quần này chị nào 90-100kg vừa nè. Nào đem quốc cái thước dây mất dạy. Có mình ngồi ngay đây mà chửi ai mất dạy cũng biết nữa. Quần này eo 124 ha. Đúng rồi, quần này eo 124 nè. Chị nào eo 124 quần này hốt nè. 100.000. 124 chị nào 100kg hốt quần này vừa. Nghe. Eo 1 mà ghi gì đâu ạ. Ghi chữ eo vô một cái mà nội.
đi, cái bữa sau cái lục cái quần ra kia không biết cái đó là cái gì luôn. Quần sọt à, đừng tua. Con này eo trăm đẹp không mấy chị?
Lo chốt cho em mã 12L100. Mã 12L100. L100. Mã 12. Thúy Phan. Còn đẹp lắm chế ơi. Bữa nay là coi như hả? À, Thúy Phan. Quý Phan là Diễm Phan á. Rồi quần sọt. Quần này chắc phải 95-97kg, 100kg nè. Quần sọt 100kg nè quý vị. Quần sọt này đúng 100kg nha. Phải coi dễ nha. Chốt giùm em mã mười mấy giờ. Quần sọt này mã mười mấy. Mã 13. Quần sọt 100kg mã 13. 12 Quý Phan chốt rồi. Quý Phan chốt rồi mã 13 quần sọt. 12 cách lấy rồi. Là Diễm Phan. Chốt cho em quần sọt mã 13 100kg. Quần sọt mã 13 100kg. Mã 13 chủ chế Hương Dương 100.000. Hương Dương 100.000. Lên tiếp quý vị ơi. Quần này là quần 8 cấp nha. Quần này 8 cấp nè. Quần này dài hơn đầu gối tí. Mấy cái quần này mặc bụi bà cố nội luôn. Nó là hàng xuất nha mấy chị nha. Nó là hàng xuất ha. Rồi quần này eo nhiêu? Quần này eo 95. Chốt giùm em quần eo 95 mã 14. Mã 14 eo 95. Chị nào chốt mã 14 eo 95. Chốt giùm em mã 14 eo 95. Eo này nó ngang ngửa eo đứng nha mấy chị. Mã 14 eo 95. Eo 95 mã 14. Con này size nhỏ nè. Con này chị nào chắc ra dưới 70kg vừa nè. Mã 14. Rồi con này eo đúng 100. Con này chị Đào Mai lấy được nè. Eo đúng 100, 96 đến 100. Con này chị Đào Mai nè. Rồi mã này mã gì? 15 cho bé Đào Mai eo 100. 15 cho bé Đào Mai eo 100. Mã 14 mai chốt luôn. Hôm nay 100kg quá trời luôn. Hồi nãy có một cái quần eo 120. Hôm qua chị lấy một khóa khóa em lấy chị rồi. Em lấy chị rồi chốt mã 15. Mã 15 cách lấy rồi con. Rồi quần này nè. Này để riêng 100kg. 15 cách lấy. Rồi quần này size lớn nè. Quần này là size còn cỡ 94 tới 100kg. Chốt giùm em mã. Không lấy 15, lấy cái mã 15 đưa qua cho chị. Lấy cái mã 15 đưa qua cho chị Thúy Phan nè anh. 15 của Đào Mai. Rồi đưa qua cho chị Thúy Phan Diễm Phan. Quần này là 95 đến 100kg nè quý vị. Quần này eo 120 lận. Rồi chốt giùm em mã. Mã 16 eo 120. Mã 16 là quần sọt nha. Mã 16 quý chị ơi. Mã 16. Mã 16 dạ. Con này Tuấn Đạt à, chị Thúy Phan lấy rồi. Mã 16. Con này là 8 tấc là mã 17. Dễ thương không? Con này là mã 17 nè. Trời quần đẹp quá à. Nó quá sao cái màu đẹp quá trời luôn. Mã 17 mấy chị. Con này đẹp quá. Mã 17 eo nhiêu? Mã 17 eo 100. Mã 17 eo 100 nha mấy chị nha. Mã 17 eo 100 quá rất là đẹp. Mã 17. Mã 17 eo 100. Eo 100 mã 17. Dạ cắt lấy 14 rồi. 17. Ủa 14 nãy là của ai ta? 14 của ai? Con đổ. Con đổ để em kiểm tra nha. Con đổ 14 nữa chị Phương Đỗ nè. 17 của Thúy Phan. Quần này không to dễ nhưng mà quần này riêng đen, xanh đen rất là đẹp.
tiền nha. Đây có thẻ nè. Rồi quần này 100.000 luôn. Coi em. Quần này eo đúng 100. Quần này màu xanh đen eo đúng 100. Chị Đào Mai có lấy quần này không? Mã nhiêu? Mã 18 eo 100 chính tấc. Mã 18 eo 100 quần chính tấc. Mã 18 eo 100 quần chính tấc. Mã 18 eo 100 quần chính tấc. Cái này mà Tina Lê hoặc là chị Tina Lê nè, chị Liên Thỏ nè, hoặc là chị Tú Quỳnh là hơi bị sướng. Eo 116. Eo 116 có co giãn. Mã 18 của Nguyên Thảo. Mã 18 của Nguyên Thảo. Mã này eo 115-117 nè mấy chị. Mã này eo 115-117. Đây ha. Rồi chốt giùm em eo 115-117 mã 19. Sao Huy chỗ mà không có cái đen hả bây giờ? Nè ở dưới đây nè, đi dòng dưới xuống chút cho chót ai đâu đó. Eo 115-117. Để cho tôi Huy bỏ cái quần vô đọc nó còn dễ. Eo có co dễ chị mới vừa. Chị là thực sự là chồng em của chị tới 105-110 lần. Tại vì mặt hàng co dễ là 100 nó dễ ra là 110 là vừa là chị phải mặc 110. Cái eo chị không thể nào 100 được hết trơn á. Eo chị là eo đứng mà chị Đào Mai. Tại vì em đo là em đo cái độ giãn luôn, chị hiểu không? Eo của chị là eo đứng chứ không phải eo thường, chị hiểu không? Mã 18 của Giá Phương Rưu. 18 con lấy rồi. Ai lấy 18 không vậy? Chị Nguyên Thảo lấy rồi, mã 18 chị Nguyên Thảo lấy rồi. Nè giống như cái quần đen này nè. Nếu đo độ không co giãn á, nếu đo độ không co giãn là 101, mà nếu đo độ co giãn là 102. Đây, quần này có co giãn. Chốt giùm em mã 20. Mã 20. Ai vậy? Ờ, có địa chỉ bỏ xe bỏ bỏ giờ qua quận 7 rồi. Còn bỏ xin có địa chỉ qua bỏ 5 giờ sẽ lấy không được. Hết dịch cho biến mẹ luôn đi. Đặt khi đó 120. Mã nhiêu vậy? 20. Mã 20. Dòng eo 120. Hết dịch kim mua chi nữa. Hết dịch dầu rồi đi bán đi ôm mà không có bán hoa chim nữa. Có những hàng cho kim đúng vậy. Mã 19 em vừa cứ đọc dòng eo đó hái. Với giờ hỏi lại thì thua. Có đọc dòng eo đó em yêu. Mùa này bán thì mất dạy lắm. Mùa này bán ế hay bị mất dạy lắm. Mã 20 của Chế Hương Chương. Nè có con quần trắng nè mấy chị. Có con quần trắng là bà nào vừa cái eo là bà đó trúng mắm luôn á. Trời ơi 100.000 quần trắng. Không vừa đồng tiền luôn á thiệt á. Không vừa cái đồng tiền luôn á. Coi nè mấy chị. Bà nào vừa eo cái quần trắng bà đó trúng mắm. Eo 110. Eo 110 quần chính tấc ở sau có đứt đá nè. 100.000. Eo 110. Em tính luôn độ co giãn rồi nha. Eo 110. Eo 105-110. 105-110 mã 21. Mã 21 eo 105-110. 100.000 sáng chị Tina Lê. Là phải co giãn để đánh giá. 100.000 quẹo lửa, 100.000 quẹo lửa. Quần này bé Đào Mai vừa nè eo 102-106. Gì vậy? Mã đó nhiều hả? 21 của Đào Mai. Quần này à? Quần này eo 100, nói chung là eo từ 102 tới 110 nè. Quần này eo 102 đến 110 mã nhiêu? Mã 22 quần sọt. Mã 22. Mã 22 quần sọt gì? Quần đó em đọc eo rồi chị Thao Nguyễn ơi. Giờ hỏi cái này là em thua đó. Cái này quần này eo à? Giờ lúc vừa chốt chị phải hỏi liền, lúc đó em còn coi nét quần em còn trả lời cho qua em khúc mà chị hỏi là em thua. Thao Nguyễn này phải Thao Nguyễn Bến Tre không vậy? Đưa cái view của Thao Nguyễn Bến Tre vô em kiểm tra đi. Quần đó eo nhiêu, mày đi eo nhiêu hả? 102 đến 110. Mã đưa cái quần vô em kiểm tra. Đưa cái quần mới chốt của Thao Nguyễn Bến Tre vô em kiểm tra. Ai vậy? Không Thao Nguyễn Bến Tre đâu. Nguyễn Thảo.
Nguồn sọt đã quay cho đàn mai đó ở mùa
14 hả? Ừ đúng rồi, đúng rồi nè, đúng rồi này, gam 12 tới gam 14 đúng không? Rồi, mã này nhiêu vậy? 27. Mã 27 của Phương Rơm. Đi làm việc còn làm đi chờ chút chị thấy ban chị lấy giờ em làm vô đầu em cái à? Em làm vô đầu em cái chị. Đi làm. Đi làm phải mặc đồ biết cách đi thôi gì này đó. Trời ơi em mê mấy cái mẫu quần này lắm nha mấy chị. Em mê tàn canh giá lận luôn, nói thiệt luôn á. Cái màu quần nó cũng đẹp tàn nó má nó thiệt đó chứ. Co giãn nữa chứ. Mã nhiêu? Mã 28. Em 101 tới 120. Mã con quần này nè. Con quần này mà cầm tú không chốt là sai lầm cả cuộc đời luôn. Quần này em 101 đến 120. Mã 28. Trời con quần này đẹp quá. Mã 28 của chị ơi. Mã 28 nha. Mã 28 nha. Ủa sao bữa nay chị tiếp pha tiếp pha em còn có 100 mà chị. Hình như là em thấy chị ấm ấm rầu đó nha. Vậy là không có được đâu nha chị. Quần này còn có 70kg nè. Quần này còn có 70kg nè. Mã 28 của Phương Rơm. Mã 28 của Phương Rơm. Chào mai ôm lô hết đi. Cái nào rồng cho ông Linh bọn. Cái nào chọc cho hai nhà hiện bọn đó. Ê chen nhà Bích Thủy vậy á. Cứ phát huy đi. Cứ phát huy đi. Rồi cái này eo còn cỡ 96 nè. Eo 95 tới 98 nè. Quần này không có co giãn nhiều đâu nha. Quần này eo 90 95 đến 98. Quần eo 95 tới 98. Mã 29. Thấy chị chốt cái mã 29 lên là được rồi. Giảm 14kg sao giỏi vậy. Chị 80kg 28 chị mặc vừa không? 28 là eo nhiều. 28 phút chốt rồi chị Thúy. Chị Thúy 80kg eo cũng khoảng 101 là vừa. Em rõ rõ vậy thôi nha. Chứ em chạy eo chị là chị biết cho. Em không có biết eo chị được ha. Nhưng mà khoảng cửa đó. Rồi quần sọt tay đó. Quần sọt mặt cười nè. Quần sọt mặt cười. Quần sọt mặt cười này size lớn. Ủa lâu lâu nó có cái hàng size lớn để chốt mặt mấy chị ơi. Eo là 125. Quần size lớn này chị Hương Chương. Eo 125. Eo 125 mấy chị. Eo 125. Eo 125 là size 100kg. Chị ơi cho mấy đám mạng 2 con chốt không cho 355. Nãy giờ mai ra đi em chung với mấy đám 10 nha chị. Dạ ok chị tí lên ngồi yên đi mua đồ xong mà mai em đi. Nha chị. Chưa có xong đâu. Còn có một bao tải lận. Mấy chị cứ ngồi yên hết đi. Chưa có xong đâu. Eo 125 là chị Hương Chương vừa nha. Nãy giờ tán quần nào của chị Hương Chương. Chị Hương Chương cũng vừa đó. Quần này quần dài size 100kg nè. Tí nào đúng 100kg hút cái quần này cho em. Đẹp không? Đã luôn. Nè vải hơi bị đẹp luôn. Quần này mã nhiêu? Mã 31. Eo 125 luôn. Mã 31 eo 125. Quần này phải 95 đến 100kg. Nếu cái quần 31 không ai chốt qua đây cho chị. Có quần nào eo 73 không? Có. Nãy giờ có mấy cái quần eo 73 nè. Có cái quần eo chắc em vừa. Mã 31 của chế Hương Chương 100 ngàn. Trời ơi cái quần bán có 100 ngàn. Trời ơi. Nay bán mai nghỉ muốn đi làm tỷ là đây mấy chị. Ủa nói nghe nè. Quỷ Kim Anh nó cọc cạc chưa mà nó chốt hàng nhiều vậy. Trời ơi bà Đặng Hồng Hạnh với bà Kim Anh không có chịu cọc cắt cọc cạc cho em. Nè cọc con chảo lộn cọc cạc nha. Hai quỷ đáng lẽ rồi nha. Hai quỷ cọc cạc giùm cái nha. Có chỉ có 10 triệu mà 8 hoàng. Eo 102 đến 110. Nè coi con buồn nè. Eo 102 đến 110 nè. Nhưng mà để em đo lại cái này người ta đo. Cái này người ta đo mấy chị. Cái quần này chị ấy vừa nè. Không quần này chị ấy vừa nè. Nè là chốt cái quần này pha pha như. Eo 32 nè. Lấy cái quần này 32 cho Thúy Phan nè. Quần này đi làm được mà chế Thúy Phan. Thúy Phan. Mã 32 của Thúy Phan. Lửa ống phát 100 màu càng đậm càng tốt. Lát nữa em có thể đọc. Ủa chị Hương Chương cũng có. Sao chị Hương Chương chị chuyển khoản em 1 triệu là được rồi chị. Còn như mai mốt mình tính sau đi. Mà chị đừng có bỏ em giữa. Bây giờ không em đang nói giỡn với Kim Anh với chị Hồng Hạnh đó là chị em á. Chứ không phải nói thiệt đâu chị. Chứ em dễ chịu lắm. Nhưng mà chị cái con quần này em thấy nó kỳ cục quá nha. Con quần này như bị lỗi kỳ cục vậy. Chị có 100 ngàn cái để mặc cho nó sướng đó mấy chị. Cái quần này nó không phải sọt, nó dài hơn cái sọt. Nhưng mà nó cũng không phải cái sọt mấy chị. Quần này mã nhiêu?
đây, được chưa? Eo 106 phần 58 phần đầu. Eo 106 có co dạng. Em cứ nhớ chị Thúy Mai có 90 kg luôn á. 90 kg mà kiểu kêu lấy size lớn. Giờ còn có 7 mấy ký, trời ơi sao mấy chị hay dữ mấy chị. Em ăn từ sáng tới chiều nửa đêm phi em cũng còn ăn. Nè, mở bé gì đây? Con này phô tiền quá mấy chị ơi, chị nào sai nhỏ nhỏ hút con mẹ này nói giùm em cái.
Trời ơi con này đẹp quá. Trời ơi con này đẹp quá mấy chị ơi. Chết cha con này đẹp quá, mã 37 của chế tâm chưa. Ủa gấu bông này là gấu bông nào vậy ta? Gấu bông nào mà hồi tối rồi lấy 4 cái áo thun ta? Anh ở trong tin nhắn của gấu bông cách đây ngày, bữa nay ngày hôm qua gì á. Gấu bông nào mà kêu là để em coi thử gấu bông nào đó. Gấu bông kêu chốt 4 cái áo thun. Gấu bông chốt 4 áo thun hả? Bảy lấy giùm con 4 cái áo thun ơi. Chốt con đó cho em gái. Mã này hả chị? Phí Phan, trời con này đẹp quá. Phí Phan 100 nè. Có bông Vũng Tàu gì, có bông Bình Định anh. Gì vậy? Em có bông chốt 4 cái áo thun đúng không? Cái áo thun chốt, chốt đây mà mẹ ở Bình Vũng Tàu. Mình sau này mới về Bình Định. Bây giờ gọi Vũng Tàu đúng không? Rồi gọi Vũng Tàu cho gấu bông đây, 4 cái áo thun tối qua con bán rồi bảy. 4 cái áo thun, áo thun đủ màu quá. Ủa chứ hàng áo thun hàng để ngoài cùng mà giờ sao trơn đi. Đừng có nói bao áo thun tụi bay đem lên lầu rồi nha. Tí tối qua có bỏ bao áo thun rồi đi lên lầu không? Áo thun đủ màu quá. Ủa nhớ kiếm nha bảy nha. Nhớ đâu đó đó, cái chỗ mà bảy qua lại đây đó, nhớ đâu đó đó. Em nay nay 2 ngày em muốn đi hàng ngày nha mấy chị. Cái giờ dịch lần đi hàng đây. Đây là quần ống bót nè. Đây là quần ống bót rồi nha. Mã nhiêu ạ? À? Mã 39. Em đúng 100, em 100. Không có ôn được nữa nha em 100. Nè chị nào với 100 nè. Nè chốt lên cho Ký Phan luôn. Trời mấy đứa quần này đẹp quá trời. Chốt Ký Phan. Mã 39, mã 39 chốt cho Ký Phan đúng. Là em chị gửi Vũng Tàu nha. Ok gái. Quần này quần dài quá gối nè. Quần này eo 112. Quần này eo 106 đến 112. Quần này mã 40 hả? Mã 40 eo 106 đến 112. 106 đến 112. Hôm nay có nhiêu quần chị mà eo 100 mà để đi làm được chị lấy hết đi chị. Chứ hàng này đâu có, hàng này hàng lựa mà mình dừng này đi lấy hàng không có được mấy chứ ơi. Quần này từ đầu lai nè. Từ đầu lai nhưng mà size bự. Còn cái này size nhỏ nè, đẹp ha. Có tiền không? Có vậy. Anh bấm hộp khó này luôn hả? Lấy hộp khó dưới đây đi. Bấm rồi mà chịu khó đâu nội mượn. Anh kiếm cái chịu khó đi anh. Còn không tôi đỡ cái hộp khó đi. Mấy giờ đây?
chót cái quần đen là chị đã trúng anh à. Mẹ cũng hay không ta? Không ngờ cái áo túng mà nó nằm tức lớp cùng những cái đầm 3D. Ngày hôm qua hôm kia bảy hay lấy cho con bán à. Bán hả? Bán. Không phải. Ủa chứ cái bao áo túng đâu ta? Cái bao áo túng đâu? Mày có đem lên kho không? Cái đó là cái đầm nhé. Cái bao áo túng mà đủ màu mà nè. Đưa cái bao nó lại đây bảy. Không phải cái đó. Đưa cái bao áo túng lên cho con. Không phải cái này. Đen của Thúy Phan. Đen mã 42 của Thúy Phan. Không phải. Đi xuống là giữ kiếm cái bao áo thun đó rồi. Ủa tự nhiên tào lao dữ ta. Cái bao áo thun mấy trăm cái mà thắc tư dữ ta. Lúc lúc nào cũng bỏ ngay cái chỗ bảy ngồi vừa hết trơn á. Eo 140-120 nè. Eo này 140-120. Quay lại vô quý nè. Eo 140-118 đi mẹ nhiêu. 43. Eo 43. Quần đen chốt cho chị Thúy Phan. Chị Thúy Phan comment trước đó cháu. Không phải. Đúng rồi, cái bao của mình bữa bỏ cái đầm này nè. Coi trên này nữa không biết sao có trên này được. Cứ dời tới dời lui xong nằm ở dời tới dời lui biết không mẹ cái bao không. Ủa nãy chị cắt tường hay lấy bộ nhúng vàng không ta? Chị cũng cắt tường nè. 250 con chế cắt tường nè. Thank you.
20.000 bộ hoa xanh quần đùi. Áo dễ thương lắm mấy chị, bộ này cưng lắm, đã đi đi giống. Ở có trên thân không? Ở giữa có ba bụng mấy chị đừng có sợ chồng mấy trường heo. Tóc chéo nè, chỗ có má đẹp ha. Rồi chốt giùm em hoa xanh. Chốt giùm em hoa xanh kèm số ký, trời ơi 220 đẹp quá. 220 bộ hoa xanh hơi bị đỉnh luôn. Chút xíu bé lùng mà lén cái tao hoa là chụp hết cái gì nha. Để chút xíu like xong ạ. Quần trắng có size 33 không? Quần trắng bây giờ nó cái quần hàng xúc nó không có tính size đâu mấy chị. Quần hàng xúc nó phải tính eo chứ không có tính size. Có quần nam không em? Không có quần nam. Rồi chốt giùm em bộ hoa xanh quần đùi 220. Bộ hoa xanh quần đùi. Hoa xanh quần đùi 220 nha quý vị nha. Hoa xanh quần đùi 220. Chị nào chốt hoa xanh quần đùi 220 chốt em đi. Chốt giùm em hoa xanh quần đùi 220 ha. 220 hoa xanh quần đùi. Rồi tiếp tục hoa. Cũng là hoa nhưng mà nó màu hồng hồng phấn đẹp lắm. Cũng là hoa nhưng mà màu hồng hồng phấn rất là đẹp đây quý vị. Chốt giùm em bộ hồng phấn dễ thương ha. Chốt giùm em bộ hồng phấn nhưng mà áo chữ A nha, áo phông chữ A, trời ơi 220, trời ơi nó đẹp nè mấy chế. Nó cưng bà cứu nậu cứu quại luôn á. Quần này co giãn nhưng mà ít nha. Quần này
gì hết. Mẹ 50. Mẹ 50, eo đúng 100. Mẹ 50, eo đúng 100. Chú của Hồng Phóng cho em chưa chị 95 kg chưa? Chị không thấy phần của Duy luôn. Rồi Duy Nguyễn nè, 220 của Duy Nguyễn. Không thấy comment của Duy giờ mới thấy nha. Rồi eo 100. Eo 100 mã nhiêu, 50 hả? Eo 100 mã 50. Mã 50 của Chế Nguyên Thảo nè. Chế Nguyên Thảo mã 50. Quý tay eo 100. Chị ơi, quý chồng eo. Chị quý, quý chồng eo trắng của Thảo hả? Cái bộ hồng là của chị Duy á nha. Eo đúng 100 nè mấy chị, eo đúng 100 nè đẹp không? Trời ơi xanh đen eo đúng 100. Rồi chốt giùm em mã 51 eo 100. 51 eo 100 túi thơ quá đẹp. Thấy em không vậy? Không nãy giờ thấy em. Mình nó còn nước chịu. Kêu bà bảy mặc vô mày chụp hình bán. 51 tí pha. Đẹp ha. Thấy em không, em lấy vùng trắng mã 46 hay sao đó Thùy Lê. Thùy Lê mã 46. Mã 46 vùng trắng của Thùy Lê 100 ngàn. Dạ, giờ thấy chị Thùy Lê chị còn biếu đây nha. Thùy Lê Bình Thuận còn biếu 90 ngàn. Nãy giờ chưa thấy gì. Từ từ đăng ký máu. Áo này mới đem xuống không tí. 1, 2, 3, 4 cái áo của gấu bông là 260. Gấu bông Vũng Tàu 260, 4 cái áo. Bỏ dưới lại 7 triệu. Đâu rồi chị bấm sao thoát ra à, biết không? Con chụp tổng cộng mấy bộ ạ? Tối hôm qua em về bộ ngủ á, chị Thúy Phan có mua bộ ngủ tối hôm qua chưa? Dạ đúng rồi, áo trắng chữ T. Quần này đúng 100 kg nè. Quần này đúng 100 kg luôn, quần này bằng người. Chị nào đúng 100 kg mới cuốn con này được nha. Con này eo dữ dội lắm. Con này eo đúng dữ dội luôn, ở sau có nhúng thun nữa chứ. Con này ở sau lưng cái làm nhúng thun đẹp lắm, nhưng mà con này eo dữ dội lắm mấy chị. Con này eo 125. Con này eo 125 là cái eo 125 á. Eo 125. Nè con này mọi người nên lấy nè. Con này mọi người nên lấy nè nha. Nè mà em nói mọi người nên lấy, mọi người biết là cái hàng này nó ok đi. Quần ống bao nhiêu, ông có bao nhiêu coi vậy em không giờ mới vô bộ ngủ phát chụp hình gì. Bộ ngủ bây giờ chỉ còn đúng bộ size lớn của Duy Nguyễn à, chờ chút chị đưa lên cho đúng bộ lớn của Duy Nguyễn thôi. Quần này em đúng 102 nè. Quần này em 102, 104 quần trắng. Chị nào chốt quần trắng em 102, em 104 mã nhiêu? 53. Cái quần nào thì 52 đâu à? 52 của Hương Chương nè. 52 của Hương Chương. 52 của Hương Chương. Quần trắng của quần 53 trắng của Thúy Phan. Thúy Phan 100 ngàn. Trời ơi mấy cái con này sao nó đẹp ghê mấy chị coi nè. Má cái con quần gì nó mê thì trước đây là coi nè. Quần gì mà có 100 ngàn mà mấy chị. Trời ơi bà nội cha quần gì 100 ngàn trời. Quần này size 34. Trời ơi, cái quần gì 100 ngàn á. Mã số nhiêu? 54. 54 eo 100. Trời ơi, con này đẹp quá. Con này, mấy con này chị Thúy Phan, con này đúng đúng mánh luôn. Eo đúng 100, mã 54. Mã 54, eo đúng 100. Của Ngọc Dung Lê. 54. Eo 100 nè, eo 112.
chị Bông. Ở trên đây là cái bát bằng 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 thun đẻ lắm nha chị Bông mấy chị. Eo 112, eo 112 điện cơ không, chỗ quần này cưng quá trời. Eo 112 quần này là mấy chị hay làm á, mấy chị kéo tới kéo lui, mấy chị mặc tới mặc lui, mấy chị mặc sướng lắm. Eo 112. Cái này là không có biết vừa hay không vừa đâu, cái này là không có đổi được đâu Ngọc Dung Lê. Mà nó có co giãn đó. Cái này là chỉ có nói dòng eo thôi, chị nào đúng eo đúng của mấy chị là mấy chị hốt thôi. Chứ giờ mấy không có hỏi được vừa hay không vừa. Hả? Mã là nhiêu vậy? 55. 55 con viên bạc mà mấy chị eo 112 nè. Coi cái lưng nè, nó làm cái lưng thun nè. Eo 112 mấy chị không lấy em để dành con đó em mặc á. Em mặc xuống tập nó dùng cái bẫy. 54 khách lấy rồi, mẹ 55 hả? 55 eo 112. Khách lấy rồi chị. Mẹ lấy chị vừa á, eo 100 á. Rồi tiếp tục một sọ eo 90kg nè. Một sọ này không phải 90kg nè. Rồi chốt giùm em mã 56. Mã 56 eo 120. Mã 56 eo 120. Mã 56 eo 120. Lấy cái bộ hồng, lấy cái bộ hồng đúng khoảng trước 240 đây cái gì.
Đưa cái bao đồ ngủ đây, lấy hoa đen bay cho Nhi Nguyễn, đưa bao đồ ngủ đây. Đồ ngủ trong
thấy sai lầm của Hà Vy kìa. Duy Nguyễn Như Duy đúng rồi, rồi quay ra sau lấy đập cho Rô sai lầm. Phải rồi đó, phải rồi đó. Rồi, quay ra sau lấy đập cho Rô sai lầm của Duy Nguyễn. Làm Hà Vy nhá, phải Duy Nguyễn, Hà Vy.
Mấy chị đâu rồi? Mấy chị không thấy em nghĩ nha. Rồi em có con áo mới.